kính chào các chú các anh chị đến với kênh Lưu Vũ TV nha. Để mà cửa cống mở các chú các anh chị, mở để mà là thoát nước ra nha. Thì một nước cách nhau tầm 2 tấc rồi bắt đầu là mở nha các chú các anh chị. Một nước trong và ngoài cách nhau tầm 2 tấc nha. Đây là những chiếc ghe dừa tăng tốc để mà đi ra cống. Rất là độc nha.
rất là nhộn nhịp nha.